giống cái cụp quét cả lăng lức. Thằng chỉ huy ở xa cho gần cũng chết luôn. Cái này vàng độc quỷ nó cho nó làm vậy rồi nè, nó vô đây rồi nè, bằng đầu trị nó điếu thuốc. Bằng đầu trị nó điếu thuốc là sau cái nó vô cái bộ nhiều quá, vô nhiều quá lúc khai điếu, rồi thì nó cũng sợ rồi cũng làm hết. Rồi thằng chỉ huy độc quỷ cái nó vô cái lằn cộm dữ quá, rút ba điếu thuốc dòng cái cục vậy rồi quẹt đốt vừa cháy nó đụng vô đây, vô cái lằn cộm mà đụng vô trúng cái bê sườn này, trúng bê sườn cái cục cho nó trúng bê sườn, giờ tính đi đâu nữa, mình nói mình biết cho nó đâu biết. Cái nó quần ra đây, nó chạy qua đây, nó quần nó kiếm đường, nó vô, nó phá ruột gan mình cho chết. Chúa tể độc quỷ đó, thằng chỉ huy đó. Nó thôi, nay có ông thầy quần, tôi bắt trước ông thầy quần, tôi quần theo. Cầm ba cái điếu thuốc, tôi quất một vòng vậy nghe, còn lúc giết tôi quất một vòng nữa. Em Trần nghe lỡ trớn, quất một vòng thứ ba nữa. Không có nhúc nhích gì hết, cái tay này vuốt lên y như đầu ngón tay, bị ta tụng cái phép siết rồi y như đầu ngón tay cứng nhắc, rồi nó vô rần tao niệm cái câu phép là phép thượng hạng đó, tao vừa niệm nói rần tao vừa niệm mà tay bổ xuống tới đây nó êm, mình vỗ cái bóp bên này, vỗ bóp bên vuốt rồi trời đất ơi, y vô hộ cái bo nó khít nhẹo thì cái lớp siết nó siết đó, siết nào mày áp chịu cái hồn nó y vô hộ cái bo nó khít bình tướng của vàng độc quỷ đông lắm. Rồi hai ba bữa lỗ tai tao nghe nó chặt đầu chú thể độc quỷ rồi, cho nên nam mới còn à. Dạ. Chứ không thôi nó bắt trên nam hết trơn. Dạ. Thi đua mấy chú thể kêu thi đua bắt nam luôn. Dạ. Nước nào cũng bắt nam luôn, bắt dành cho có rất nhiều. Dạ. Nếu đụng vô thằng nào cũng ngon, mày chơi tao chơi, mày binh tướng tao đây rồi cũng như nè, nước này nước kia quánh lộn nhau. Đi đây bắt lộn rồi chích vô đây nè. Okay, để ông ngồi đó. Vô đi. Không có được ông ngồi đó. Đó, tay hàng bọn nước rỗng. Đứa con này. Thôi kệ, mình đi đại đi. Dạ, không có gì. Mình nếu có thời giờ nào quẩn nặng đi coi kỹ thuật của Việt Nam ta làm. Tây Mỹ nó thấy Việt Nam là kỹ thuật kiểu mới. Thành ra nó sợ quá Tây Mỹ rút lui. Nhiệt bổng nó vô miền Nam có tiếng đồng hồ mà thằng gì mới nói nhiệt bổng là cái thằng gì miền Tây hả, nhiệt bổng với miền Tây thằng gì mà có bom điện tử đó, bom điện tử mà thằng Mỹ bỏ thành phố Basima bỏ Nhật Bản thằng Mỹ bỏ thằng Tây rồi đấy quay kỳ nào có nhật bờ có bom điện tử cả Mỹ hả, Mỹ bỏ Mỹ có dùng cái phản lực cái phản lực nó cắt xuống rồi nó bắt đầu nó hỏi đầu hàng rút không, cái nó kêu điện mấy thằng Mỹ mấy thằng Mỹ qua đây đó, tay dùng Mỹ mà Mỹ qua đây nó rút gươm nó đâm vô bụng nó rập tự nhận mẹ Tây mới đầu hàng rồi bây giờ mình là rút về mình đầu hàng mình xấu hổ quá rút gươm nó thọc bụng nó chết luôn. Chứ nếu mà thằng Mỹ nếu không có tới bơm mà điện tử đó nó còn đánh nữa, tay này nó già lắm là rung rinh nửa trời đất trời luôn, là cái núi ông cấm nó banh chằng hết trơn,
cái lộ trên là vàng thứ gì đâu á, dưới nó lộ lên cái nhà phải chi tiêu quá đất cho nó bự bự đất chung đụng đụng chớp chiêu 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 đây 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 vô đặng nó tìm đặng nó lấy ha, mà thi đua vô mấy hàng đi trước mấy hàng đi sau nó bắn mấy hàng đi trước để đây đi lần trước cũng bắn sau sau bắn trước nó bắn lắm mà chết là lấp biển luôn. Rồi còn thằng nào còn số nào còn nó vô nó thấy vậy, nó thấy vậy phải không, nó lại nó giờ thằng thấy cái cục mà vàng mà đờ. Mà tốt quá lại nó ôm nó tính nó vậy nó đi luôn, ôm cái mắc kẹt đó rồi ai ôm lại lấy cái thứ mỏng mỏng thì bước được ít bước cũng đem lại trả. Rồi nó hỏi với vậy người làm sao lấy đồ tốt không làm sao lấy được quýnh sống mà cái vô hỏi cái ông ở trong này ổng là trách nhiệm của ổng để giữ núi ông Cấm. Rồi vô nói ổng nói thôi để ra coi thì cái miếng nào ổng mỏng ổng cho đem về coi, rồi cái thứ nào ổng không cho là lấy đi không được. Thành ra nữa cái núi ông Cấm bành trành nó lộ ra đủ thứ trên ba tiếng nổ ba tiếng nổ là núi bay núi bay nó lộ vàng ngọc ngà trong quá nhiều đời lớp lộ ra thấy tinh chớp hốt là không được, rồi cho chút đỉnh gì vậy. Mà nó bắn chết sống rồi chìm ở ngoài biển là hàng lót, còn chút ít vô thì lấy chút ít về coi chết dễ lắm, bởi cái câu nó 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình, chết dữ lắm. Bây giờ đang bị cái chỗ này nè, bộ sổ thì mấy ông mà ta thấy nằm nước này nước kia nằm đều hết rồi ghi rồi, đem sổ bộ nạp cho ông trời. Ông trời ông coi rồi ông nói là cái sổ bộ là đem trả lại đi coi sao đó xử. Bây giờ mấy nước ngoài bị chết là vì chỗ đó đó. Như hết rồi hay gì vậy? Như hết rồi. Như hết rồi. Bây giờ mình được lo lo được biết rồi thì nữa cứ việc nghe theo cái lời nói đó thì có gì chạy lại đây là xong, không có ai dám động vậy rồi xong cuộc đời, cuộc đời bình yên không có gì hết, trái gì mà giữ trận nha. Ở xa mà thành gần, mà ở gần nghe nói nó làm gì nó điếc, nó không có cần, bởi vì nó còn lơi lỏng quá, cho nên ở gần mà chết mà ở xa còn. Thì nó nghe nó tưởng nó nói gì đâu hả, không về đâu, rồi nó phải bị. Mới giờ ông bà ăn cơm chưa? Hả? Mới giờ ông bà ăn cơm chưa? Giờ nó tới cơm là có ăn không ăn cũng vậy. Bây giờ quậy mà sữa ngũ cốc. Bây giờ nếu ở đây mà muốn ăn cơm rồi nấu cơm bằng điện. Là lấy cái nồi qua bãi biểu con đó nó đưa cái một nồi lớn bự nấu cho mà ăn một nồi đi. Nấu điện mà. Dạ. Do rồi để đó rồi nhá. Rồi đó tụi con ăn cơm rồi. À khi nào ăn là dỡ ra là nó nấu điện với đâu nấu củi rồi. Đây cũng có nấu điện được rồi. Có điện nghe. Có điện nè thì cũng quả đó. Nhà họ gì mà đâu đây? À, Phan. Nhà họ Phan ngồi đây. Tôi dậu. Hồ Nguyễn Tổ Tị. Hồ Nguyễn hả? Dạ. Lê Trào Nguyễn Chúa hồi đời lớp hồi đó là vua rồi. Bây giờ thôi vậy nhờ Hồ Khang đừng nhờ cái Hồ Nguyễn này. Dạ. Thôi để ở đây đi rằng này coi tao nghiên cứu cho chứ đau bệnh thì đi đâu. Vì nhà ngồi cũng ngủ đó, thành ra chết bậy rồi báo nữa. Thấy
thấy cái cây nào mà có cái số của mình cầm đây là nó cái cây này nó có số rồi, ở đó sửa sang ở thì nó êm chứ không có gì cả. Rồi đó là lao động, bởi vì lao động là công trình công quả công phu, tam công cho xứng đáng là Phật trời độ cho. Thì bây giờ tao làm gì đi làm nấy vậy đó, lẫn quẩn rồi đặng rồi nó mới là tu luôn hết. Nó có cái công mình làm nó bị gì, có cái ông thầy dẫn để mà lập công nặng mà nó tiêu tan cái tội quả những gì nó tiêu hết. Thì cái công trình công quả công phu tam công xứng đáng là Phật trời mới đủ cho. Thì bây giờ đó, nếu mà về rồi đó thì nếu có làm cái gì có sở làm mà có mà không có thì về đây ở đây rồi đặng đi làm công trình công quả công phu tam công xứng đáng là Phật trời mới độ cho. Thì bây giờ hai tướng này nữa phải là về rồi có làm gì làm không có thì trở lại đây ở đây rồi ta mới làm, ta mở đường dẫn lối rồi cho thấy cái đường rồi từng đó rồi phải thấy nhẹ dữ lắm, vì mình có lập công rồi. Còn không có công là Phật không có độ.